Xin chào chị em và các bạn. Mình là Nemu của Nameless Gamer Channel. Thì trong video này mình sẽ gửi tới mọi người là bản dịch S-Max, tức là lục bôn của bộ ba Trist, Sermi, Yashiro và nhị và tứ môn của Gonit phiên bản tư chất 15 bên Sekiro Trung Quốc. Do nó có sự khác biệt lớn cho nên là mình mới làm lại video này. Thì mình đầu tiên là mình sẽ đi theo thứ tự ra võ sĩ là Trist, Sermi, Yashiro rồi tới Gonit. S-Max của Orochi Trist 2002 tấn công toàn bộ mục tiêu, gấp đôi sát thương lên mục tiêu chính của hàng ngang. Hàng ngang là hàng hai võ sĩ, sẽ tăng 35% sát thương, tỷ lệ kháng khống chế và sát thương chí mạng cho bản thân. Cái tuyệt kỹ này sẽ không gây nộ lên các mục tiêu khác ngoại trừ mục tiêu chính. Cái tuyệt kỹ mà được sử dụng lần đầu tiên sau khi ra trận và sau khi hồi sinh sẽ chắc chắn chí mạng, và nó sẽ bỏ qua đỡ đòn và kháng sát thương, gây sát thương thêm bằng 200% chỉ số công của bản thân lên hàng ngang, sẽ gây từ 35 cho tới 70% sát thương thêm lên mục tiêu chính. Tỷ lệ máu của bản thân càng cao thì sát thương càng cao, gây ra hiệu ứng bại huyết bằng 60% sát thương gây ra, giảm 500 nộ trong một lượt. Nếu như bản thân bị dính hiệu ứng thiêu hồn thì ngay lập tức hấp thụ nó, hồi 25% máu tối đa và 250 nộ cho bản thân, giải trạng thái khống chế cho một đồng minh kể cả hóa đá, ưu tiên người đang bị khống chế, kích hoạt luyện ngục hồn khi mà bản thân đang có thiêu hồn tâm trong hai lượt. Nếu như luyện ngục hồn đang tồn tại trên sân, mỗi khi mà kẻ địch sử dụng tuyệt kỹ ngoại trừ phản công thì tốc độ hồi nộ sẽ bị giảm 20% trong vòng một lượt. Hiệu quả này có thể được cộng dồn. Thiêu hồn tâm hiệu ứng là sẽ bỏ qua tỷ lệ miễn khống và không thể bị hóa giải. Lượt tuyệt kỹ lần đầu tiên của mỗi lượt thì sẽ gây lên hiệu ứng thiêu hồn cho toàn bộ mục tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua Sermi. Shinnaru Sabaki yo. Shinnaru Sabaki yo. Shinnaru Sabaki yo. S-Max Orochi Sermi 2002 tấn công một hàng ngang là hàng hai người, sẽ tăng 35% công thủ và tỷ lệ khống chế cho bản thân, sẽ có 80% tỷ lệ gây tê liệt cho mục tiêu đứng hàng sau. Nếu như bản thân đang có 9 lớp Lightning Charge là nạp điện sấm sét, trước khi tấn công thì sẽ tiêu thụ toàn bộ số lớp và tiến vào trạng thái là Full Lightning Stay, có nghĩa là sấm sét toàn phần. Cái hiệu quả này có thể được cộng dồn với những cái búp mà cùng loại, sẽ có tác dụng trong một lượt. Ngay lập tức nhận lại một lớp cho cái hiệu ứng nạp điện sấm sét. Nếu như tỷ lệ chí mạng của bản thân lớn hơn tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu, sẽ tăng thêm 40% sát thương chí mạng và sát thương cho bản thân. Khi bắt đầu lượt của bản thân sẽ có 100% tỷ lệ tê liệt chính mình, sẽ giải trạng thái ion hóa cho một đồng minh ngẫu nhiên. Nếu như không có đồng minh nào bị dính ion hóa thì sẽ nhận thêm một lớp nạp điện sấm sét cho bản thân.
hồi 150 nộ cho đồng minh mà đang không đầy nộ, ưu tiên là Orochimaru 2002 âm. Có thể hồi sinh một lần một trận, sau khi hồi sinh sẽ có đầy máu, nộ và 9 lớp nạp điện sấm sét trong một lượt. Khi bản thân đang có 9 lớp năng lượng sấm sét và bị tấn công thì ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ để phản công. Cái hiệu quả này chỉ kích hoạt là một lần một lượt và chỉ có thể hoạt động được khi mà đã mở được nhị môn. Cái sát thương mà từ cái phản công tuyệt kỹ này là sẽ bị đam sẽ bị giảm 50% và sẽ không gây hồi nộ. Nếu như bản thân đang có 9 lớp năng lượng sấm sét thì sẽ đổi sang tuyệt kỹ là mũi tên định mệnh, thì là tấn công một mục tiêu gây 66% sát thương lan ra những mục tiêu đứng xung quanh. Cái S-Max mà thay đổi này nó sẽ vẫn giữ nguyên tất cả các hiệu ứng của cái tuyệt kỹ. Tiếp theo là Yashiro. Do mình không có võ sĩ Yashiro cho nên là mình sẽ mượn thông tin của các top server. S-Max Orochi Yashiro 2002 tấn công một mục tiêu, tăng 35% đam, tỷ lệ miễn khống và lực đỡ đòn cho bản thân. Hút 35% máu tối đa của mục tiêu, tiêu thụ hết các số lớp của khiên đá. Mỗi một lớp khiên là sẽ búp 25% tỷ lệ đỡ đòn, 15% tỷ lệ phản đòn và thêm 3% tỷ lệ kháng sát thương cho bản thân. Nếu như mà tiêu thụ 5 hoặc nhiều hơn số lớp của khiên đá trong cái lượt tuyệt kỹ này, ngay lập tức nhận lại một lớp cho cái khiên đá. Trong hai lượt, khi máu của bản thân nhỏ hơn 40% lần đầu tiên, sẽ ngay lập tức giải tất cả các hiệu ứng bất lợi, hồi 40% máu tối đa cho bản thân. Cũng trong lượt này, khi mà bị giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi lại 250 nộ. Cái hiệu quả hồi nộ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ hồi nộ. Sẽ búp hiệu quả là kháng bại huyết trong vòng 2 lượt. Sẽ nhận được hiệu ứng lá chắn trong một lượt. Khi kẻ địch sử dụng độc chiêu thì sẽ bị buộc tấn công vào Yashiro. Khi hiệu quả lá chắn này vẫn còn tác dụng, nếu như bản thân mà bị tấn công khi đang đầy nộ, một đồng minh ngẫu nhiên mà đang không full nộ sẽ được hồi 100 nộ. Cái hiệu quả này chỉ có tác dụng khi mà đã mở nhị môn. Những cái độc chiêu nào mà không chọn được mục tiêu sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng lá chắn này. Tất cả những búp để kể trên trong được cái tuyệt kỹ này sẽ không bị hóa giải. Và cuối cùng là chúng ta đến là nhị và tứ môn của Gonis. Đây là mình sẽ bắt đầu là nhị môn trước. Tăng tỷ lệ chí mạng và tỷ lệ xuyên đỡ đòn cho bản thân 30% tại level 1. Sẽ tăng 40% công thủ, 30% sát thương chí mạng và sát thương tuyệt kỹ. Tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu cho những đồng minh mà có dòng máu Orochi.
khi bắt đầu lượt của bản thân sẽ có 55% giải trạng thái khống chế cho bản thân, kể cả hóa đá, sẽ tăng thêm 15% cho mỗi một đồng minh mà bị dính khống chế. Nếu như bản thân đang bị dính khống chế sẽ tăng thêm 20% nữa. Ngay lập tức giải trạng thái khống chế của bản thân, kể cả hóa đá, tăng 30% công cho bản thân. Cái hiệu quả này nó sẽ biến mất khi mà bắt đầu lượt của phe địch. Có thể chống chịu từ 0 cho tới 2 lần sát thương chí mạng. Càng nhiều địch trên sân thì số lần càng nhiều. Khi bị tấn công vào máu nhỏ hơn 40%, ngay lập tức rời khỏi đấu trường và trở lại vào lượt sau của phe ta, hồi 50% máu tối đa và 500 nộ, tăng thêm 40% sát thương tuyệt kỹ. Cái hiệu quả này chỉ có tác dụng trong một lượt. Có thể hồi sinh một lần, sau khi hồi sinh sẽ có đầy máu và nộ, sẽ reset lại, sẽ làm mới lại cái số lần mà búp khiên gió. Từ lượt thứ hai sau khi ra trận, khi bản thân mà bị dính sát thương chí mạng mà phải rời đấu trường, ở đây nó tạm dịch là win escape, mà trong lượt của phe địch lần đầu tiên thì sẽ kích hoạt là hoán đổi công thủ. Lượt tiếp theo mà khi bản thân hành động sẽ có từ 0 cho tới 3 đồng minh mà với lượng nộ thấp nhất sẽ được hồi 800 nộ, giải tất cả các hiệu ứng bất lợi kể cả hóa đá. Đồng minh càng nhiều cái hiệu ứng càng cao. Cũng trong một trận đấu này thì cái số lần mà kích hoạt hoán đổi công thủ của tất cả võ sĩ của phe ta chỉ được kích hoạt một lần. Và cuối cùng là tứ môn của Gonis. Tấn công một mục tiêu, tăng 20% sát thương độc chiêu cho bản thân, gây thêm 50% của tổng lượng đam này lên những kẻ địch mà đứng cùng một hàng dọc là hàng 3 người. Sẽ mỗi một đồng minh mà với dòng máu Orochi sẽ tăng thêm 10% nữa, tối đa là 100%. Sẽ hút 300 nộ từ một mục tiêu ngẫu nhiên mà đứng cùng hàng dọc của mục tiêu chính. Sẽ búp khiên gió cho những đồng minh mà đứng cùng một hàng dọc với Gonis. Thì cái khiên gió này nó sẽ tăng 20% kháng sát thương. Cái hiệu quả này có thể được cộng dồn với những cái búp mà cùng loại. Những võ sĩ mà đang có khiên gió sẽ hồi 10% máu tối đa khi mà bị tấn công. Cái khiên gió búp này nó sẽ biến mất sau từ 1 cho tới 4 lần đánh. Cái địch càng nhiều thì số lần càng nhiều sẽ cái khiên gió này sẽ tồn tại trong vòng một lượt. Khi mà khiên gió bị biến mất thì là cái lượng máu mà hồi nó sẽ được tăng gấp đôi. Khi bắt đầu lượt của phe ta thì sẽ tiêu thụ hết tất cả số lần còn lại của khiên gió, sẽ hồi 150 nộ cho người nào mà còn giữ khiên gió ở lượt trước. Bản thân mà đang có búp khiên gió thì sẽ được tăng thêm 60% kháng sát thương và tỷ lệ hồi phục.
video của mình tới đây cũng sẽ kết thúc. Nếu như mọi người thấy hay và bổ ích thì hãy để lại một bình luận, một subscribe và một like để ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người.